Manchester United trở lại Đông Nam Á với tour du đấu mùa hè. Chúng tôi chờ đợi được gặp gỡ người hâm mộ tại Bangkok. Chúng tôi không thể đợi được nữa. Chúng tôi háo hức được gặp các bạn tại Bangkok. Xin chào Thái Lan, chúng tôi gửi một lời chào trân trọng tới các bạn. Chúng tôi sẽ tới Thái Lan để được gặp các bạn tại Raja Mangala trong một trận đấu đặc biệt. Bangkok Century Cup 2022, 20 giờ ngày 12 tháng 7, trực tiếp trên FPT Play.